Và bây giờ bản tin quốc tế của ngày hôm nay thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị nhiều bản tin sôi động, ly kỳ và hấp dẫn. Đặc biệt là những câu hỏi, những sự lo lắng của các quý vị trong cái video vừa qua, trong cái chuyến đi của Putin ghé thăm Việt Nam như thế nào. Và cái chuyến đi Putin ghé thăm Việt Nam nó đã có cái gì? Và Putin đã học được cái bài học gì trong cái chuyến đi Á Châu vừa qua? Thì đầu tiên nhất thì cái chuyến đi phải nói là Putin đã học một cái điều ở tại Bắc Triều Tiên trước. Sau khi ngày hôm nay Putin trở về nước, ngay lập tức Putin đã áp dụng ở tại chiến trường. Vậy ở tại Bắc Triều Tiên có cái gì mà Putin đã học? Các vị biết là gần đây giữa Bắc Hàn và Nam Hàn nó đã xảy ra một cái vấn đề nghiêm trọng. Đó là Bắc Hàn đã thả bong bóng, chứa đầy phân, chứa đầy ghét, rồi đổ xô trên lãnh thổ của Nam Hàn. Đó, thì Putin qua bên bển ăn cắp cái chiêu bài này, đạp một bãi của Kim Song Un về áp dụng. Ngày hôm nay, theo nguồn tin của Ba Lan chính thức cho biết, chính phủ Ba Lan cho biết là bong bóng bay của Nga đã bay vào không phận của Ba Lan. Các quý vị thấy hay không? Mới qua Bắc Hàn thôi, về chưa nóng đích, chưa được nghỉ mệt nữa, là ăn cắp cái chiêu bài của Bắc Hàn rồi, gửi bong bóng bay. Nhưng mà có chứa cái gì hay không thì không biết. Nè, chính phủ của Ba Lan đã công bố rằng là bong bóng đã bay vào trong không phận của họ. Với cái mưu đồ gì thì Nguyên không biết. Nguyên chỉ biết rằng là hiện bây giờ ông ta đã ăn cắp cái hành động của Bắc Hàn trong thời gian gần đây khủng bố Nam Hàn bằng những gửi những loại bong bóng như vậy. Y hệt luôn. Mới qua Bắc Hàn chỉ có mấy ngày thôi là ngày hôm nay Ba Lan đã lên tiếng. Chính phủ Ba Lan đã lên tiếng một cách kịch liệt. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề mà Putin đã gửi bong bóng đến Ba Lan. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái chuyến đi vừa qua đó. Thì các quý vị nói khá nhiều về cái vấn đề mà Putin ghé Việt Nam. Rồi tại sao Putin ghé, rồi tiếp đoán như thế nào thì cho Nguyên để mạng phép để cuối chương trình ha. Vấn đề đó Nguyên biết là Nguyên phải cần trả lời rất là lâu. Và vấn đề nó có liên quan nhiều vấn đề. Cho Nguyên biết cái vấn đề của Việt Nam cho Nguyên mạng phép để cuối chương trình. Bản tin kế tiếp đây đó là bản tin Nhật Bản. Chính phủ của Nhật Bản sau khi cái vấn đề quan ngại chuyến đi của Putin, họ đã trình bày đến phía bên Hoa Kỳ. Rồi họ đã cùng Nam Hàn đã lên tiếng chung tập thể. Thì họ cho rằng cái vấn đề của Nga nó phải chấm dứt. Phải ngăn chặn Nga có tiền. Ngày hôm nay chính phủ của Nhật Bản đã đưa ra một số lệnh trừng phạt nhắm vào công ty và tập đoàn của Trung Quốc. Và cho rằng những công ty và tập đoàn này là những quốc gia yểm trợ Trung Quốc. Xin lỗi, yểm trợ cho Nga. Để cho Nga vẫn có kinh phí, có tiền bạc. Đây là một cái đoàn kinh tế nhắm vào Trung Quốc rất là đớn đau cho Trung Quốc. Phải nói là một cái đoàn kinh tế cực kỳ là đớn đau cho Trung Quốc đây. Sau khi Nhật Bản, Mỹ, thì Nguyên tin nữa những ngày kế tiếp, sau khi cái buổi họp Liên minh châu Âu nó sẽ diễn biến ra vào thứ ba. Chắc chắn vấn đề Trung Quốc sẽ được nêu lên thế. Và vấn đề của Trung Quốc sẽ được bàn thảo và Trung Quốc sẽ hứng chịu cái đòn trừng phạt đến từ châu Âu. Và Nhật Bản đã liệt kê ra một số lượng công ty tập đoàn của Trung Quốc đã bán và yểm trợ cho chính phủ Nga như thế nào. Và đây là hồ sơ cụ thể có bằng chứng nên là sẽ dẫn đến Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nề về vấn đề kinh tế trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin liên quan đến Nhật Bản. Đã đưa ra những lệnh trừng phạt nhắm vào những tập đoàn hãng xưởng ban giao của Trung Quốc và Nga. Và bây giờ một bài phát biểu của phía bên Hoa Kỳ làm cho Nguyên phải cần có những lời tâm tình với các quý vị. Bữa nay thì Nguyên sẽ không nói chính trị nội bộ trong đất nước Mỹ. Nguyên sẽ không nói bác Joe hay là bác Trump. Nguyên chỉ có nói với các quý vị rằng là cái bài phát biểu này làm cho Nguyên không biết phải phân tích như thế nào, mà không biết các quý vị nhận định như thế nào. Sau khi chúng ta đều biết giữa Bắc Hàn và Nga ký liên minh,
thì ai cũng nói rằng là Mỹ lo nè, châu Âu lo nè, đúng không? Rồi Bắc Hàn lo nè, Nhật Bản lo nè. Nói chung chung là những quốc gia thân Mỹ sẽ lo. Người ta nói là như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái quan điểm mà thấy lạ kì. Theo lời phát biểu của phía bên Bộ An ninh của Hoa Kỳ cho biết, cái người lo lắng nhất, cái người lo lắng phải cần lo chính là Trung Quốc. Sau khi nghe bắt tay với Nam Hàn, xin lỗi Bắc Hàn, cái người cần phải lo không phải là Mỹ mà là Trung Quốc. Hiểu đúng không? Khi lúc đó cỡ này thì chúng ta thấy giữa bang và Trung Quốc khá thân. Trung Quốc bắt thân. Và bây giờ nghe bắt tay với Bắc Triều Tiên thì Trung Quốc cần gì phải lo? Cần gì phải lo? Nhưng ngược lại ngày hôm nay thì Mỹ cho rằng cái người cần phải lo lắng về cái tương lai đất nước của mình không phải là Mỹ mà chính là Trung. Khi Nga bắt tay với Bắc Hàn. À, không biết các quý vị nghe cái bản tin này như thế nào, chứ bản tin này mà mình nói là khá hơi bị hại não đó. À, thì mình thấy mà ba ông này quá thân mà ta. Đang chơi với nhau vui quá mà, ba ông mà Trung rồi Bắc Hàn rồi nghe rồi quá thân mà. Mà bây giờ hai ông bắt tay ông kia ông giận là sao? Khó hiểu. Theo những nhà phân tích cho rằng, vì cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại khối Á Châu chúng ta đó là cái tầm ảnh hưởng hàng đầu. Và sự can thiệp của Nga xen vào Á Châu có nghĩa là Nga đã lấn sân đến cái quyền lợi. Cái quyền lợi, cái quyền lợi của Trung Quốc. À, cái điều đó làm cho Trung Quốc phẫn nộ. Cái điều đó là họ nói như vậy thôi. Chứ Nguyên thì Nguyên thì Nguyên không rõ cái điều đó. Chỉ điều là ngày hôm nay thì ông Hoa Kỳ ông nói cái điều Trung Quốc là người phải cần e ngại cái điều này. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ phát biểu. Mà cái bản tin này thì cho Nguyên mạng phép là Nguyên bữa nào chúng ta mổ xẻ sâu sắc hơn và chúng ta chia sẻ nhiều hơn để chúng ta hiểu rõ hơn cái bản tin này nó sẽ diễn biến như thế nào. Và chúng ta đi theo dõi xét. Có cái anh cắt cỏ đó sao ồn Nguyên, để Nguyên đang suy nghĩ là mình dời cái chỗ nào. Các quý vị chờ Nguyên 3 giây ha. Để Nguyên quay đằng trước. Cho các quý vị coi công viên luôn. Tại bắt cầu bán cắt cỏ nó sẽ ồn, âm thanh nó sẽ không được tốt. Và có nhiều chủ đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc. Đó, ở đây thì lâu lâu là Nguyên cũng làm đây. Công viên ở đây. Hiện bây giờ công viên nó đang tu bổ lại. Nó khá xinh, nó khá đẹp so với xưa. Tại vì Nguyên sợ tiếng ồn á, âm thanh nó sẽ mất đi cái phần hấp dẫn mà các quý vị nghe, nó sẽ bị nghe tiếng người ta cắt cỏ. Rồi, chúng ta đã đến địa điểm mà cần nên đến. Vậy thì nó dễ hơn, không bị người ta ồn. Vậy là dẫn các quý vị coi một vòng công viên. Dẫn các quý vị coi một vòng công viên. Cho Nguyên cáo lỗi vì nó bị đứt đoạn một chút xíu chương trình, là bởi vì có anh nó ăn cắt cỏ công viên người ta làm việc mà. Nên là giờ của người ta làm việc nên mà thôi, sợ tiếng ồn.
và các quý vị nghe ù tai nó cũng mất đi cái hay. Thì Trung Nguyên cập nhật bản tin kế tiếp và cái những câu chuyện kế tiếp mà các quý vị đang bận tâm nhiều nhất của ngày hôm nay. Đặc biệt là bài phát biểu của Putin ở tại Việt Nam. Trung Nguyên nói với các quý vị là đối với Nguyên là Putin thừa biết mình đã sai. Putin thừa biết mình thất bại. Nhưng cái điều là đối với Putin không thể chấp nhận mà thôi. Trung Nguyên dịch lại bằng tiếng tiếng Việt, chúng ta biết cái bài phát biểu của Putin như thế này. Trong ở tại Việt Nam, ngay trong tại Việt Nam, Putin có bài phát biểu khi người ta hỏi về tình trạng của cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Và cuộc chiến tranh nó như thế nào? Trong tương lai nó như thế nào? Thì Putin nói sau đây, Trung Nguyên mạng phép phiên dịch như thế này. Putin nói rằng là cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, nó là định mệnh của đất nước Nga. Nếu chiến lược thất bại ở trên chiến trường, là đất nước Nga cũng tiêu tụng. Cũng tiêu tụng. Nè, đất nước Nga vẫn cũng tiêu tụng. Chúng ta có nên sợ không? Ông ta đặt câu hỏi, chúng ta có nên sợ cái điều đó không? Nhưng chúng tôi sẽ đi tiếp tục đến giây phút cuối cùng, cuối con đường. Đây là bài phát biểu của Putin. Để Trung Nguyên phân tích cái bài phát biểu này. Thứ nhất, ông ta nói vô tình, đã nói cho chúng ta biết là ông ta lo lắng. Chiến lược của ông ta đang thất bại. Vì ông ta nói đây là cái cuộc chiến tranh một cái quốc gia cường mạnh đánh với một cái quốc gia nhỏ xíu. Nhỏ xíu ở đây là vấn đề khí tài, quân sự và kinh tế. Chứ không phải là diện tích đất đai. Mà công và các vị bắt bẻ nguyên. Cái nhỏ ở đây là cái GDP của Ukraine nó còn thấp hơn của Việt Nam. Chắc các vị biết là cái GDP của Việt Nam còn cao hơn của Ukraine. Đây là một cái quốc gia lớn, khí tài quân sự gần cả triệu binh sĩ, khi đánh với một cái quốc gia khởi đầu cuộc chiến chỉ có 30.000 binh. Tổng thể cái quốc gia của Nga có khoảng cả triệu binh sĩ. Mà gửi 200-300.000 binh sĩ, khi lúc đó một cái quốc gia phòng thủ chỉ có 30.000 binh sĩ thôi. Đánh một cách bất ngờ. Đánh một cách có thể nói là giống như ăn cướp vậy đó. Đánh không công bố trước. Một cuộc đánh mà người ta nghĩ ai cũng thắng, chớp nhoáng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong đó có Nguyên. Và bây giờ nó kéo 2 năm. Thì trong cái bài phát biểu của Putin nói gì? Đây là cuộc chiến tranh định mệnh của đất nước. Định mệnh cái chỗ nào? Anh một cái ông bự, ông mạnh như vậy, ông đánh một cái quốc gia nhỏ như vậy, nó đã định mệnh cái gì? Tại anh thất bại. Và Putin nói rằng nếu thua trên chiến trường là đất nước Nga tiêu tùng. Không đúng. Bậy bác Putin à. Bác Putin phát biểu bậy rồi. Bác Putin qua bên Bắc Triều Tiên nó cho ăn cái gì không biết. Mà bác Putin đến Việt Nam phát biểu không đúng. Nếu bác Putin thua trên chiến trường, không phải đất nước Nga tiêu tùng, mà bác tiêu tùng. Nghe, bác tiêu tùng, đúng. Nếu mà thua trên chiến trường, thì bác tiêu tùng, đất nước Nga nó vẫn còn đó, không ai xâm lược đất nước Nga hết. Nó sẽ có một chính phủ mới lên thôi. Chỉ bác tiêu tùng, đúng. Nếu bác thua là bác tiêu tùng. Bác thua là người dân Nga, đó. Người dân Nga sẽ làm tiêu tùng bác chứ không ai hết. Còn đất nước Nga nó còn. Bác đừng lấy mình là đất nước là mình. Cái khổ là gì đó. Ông nói rằng là nếu ông thua trên chiến trường thì đất nước Nga nó tiêu tùng. Vậy chúng ta cần phải sợ không? Không. Chúng ta sẽ đi đến giây phút cuối con đường. Ông chính bản thân là ông biết mình sợ. Vì ông biết là cái cuộc chiến tranh này nó là một cái thảm bại và nó dẫn đến chính phủ của ông. Nhưng ông vẫn cố chấp. Nguyên đã nói với các quý vị rồi, Putin á, nó tại sao Putin là vua của Red Bull là vậy đó. Nó vậy đó, cứ cụm không mà không có suy nghĩ. Đó, đại đế của Red Bull mà. Đó, thì đâu phải là dân dừa. Thì nó kêu cứng đầu như cái gì các quý vị. Việt Nam mà có câu cứng đầu như cái gì. Thì Putin y hệt như vậy. Putin y hệt như vậy. Putin thừa biết rằng là cái cuộc chiến tranh này Putin đã tính sai nước cờ. Và cuộc chiến tranh này đúng ra là phải thắng lẹ trong vòng vài ngày.
Cuộc chiến tranh này phải thắng lẽ trong vòng vài ngày, nhưng bây giờ hai năm mấy qua không thể thắng. Và bây giờ đây là cuộc chiến tranh định mệnh của đất nước. Mình thua là đất nước của mình tan rã, đất nước mình xong rồi. Nên là không thể thua được, phải đánh tới giây phút cuối cùng. Đây là ông ta lấy bản thân của mình cho là đất nước. Thực tế nếu mà Nga có bại đi nữa thì chính là Putin là người tiêu đời. Đất nước Nga vẫn sẽ phát triển càng tốt hơn nữa. Ngày không còn có Putin, đất nước Nga tự do, nguyên tinh chắc, đất nước Nga sẽ trở thành một cái quốc gia phát triển tuyệt vời hơn nhiều. Tuyệt vời hơn nhiều. Bởi vì trong cái bài đoạn này, sự lãnh đạo của Putin cuối đời nó là thất bại. Mà là nó dẫn đến, Nguyên nói, cái nhục nhã ở tại Bắc Hàn là thế rồi. Ở Bắc Hàn, các vị thấy không? Kim Jong-un còn kia Putin mà đứng lên. Chờ lãnh tụ Kim Jong-un của tao đến. Mới được quyền ngồi. Bao nhiêu đó thôi là mình đã thấy nhục như con cá nục rồi. Chứ không phải là nhục thường nữa. Làm cho Nguyên nói câu đó thì Nguyên xin lỗi con cá nục. Nguyên xúc phạm nó quá. Nó mà biết thưa con cá nục mà nó biết khởi tố đó. Nguyên. Mày làm sao mà lấy tên tao mà ghép với Putin vậy? Đó, khổ Nguyên nữa. Xin lỗi con cá nục. Thì để cho các quý vị thấy rõ được rằng là trong một cái giai đoạn ngày hôm nay, cái bài phát biểu của Putin nó vẫn là cái vấn đề cố chấp. Putin biết mình thất bại. Và cái lời phát biểu của Putin, Putin cũng đang sợ. Và Putin đang trấn an mình. Putin biết mình đang thất bại trên chiến trường. Biết rằng nó sẽ nguy hiểm đến mình, nhưng mà Putin vẫn là cố chấp. Vẫn ngoan cố. Vì dù phải cắt máy, ông ta sợ là chức quyền và quyền lợi của ông ta, đất nước Nga không còn tồn tại. Đó là bản tin bài phát biểu của Putin. Cho Nguyên mạng phép không nói quá nhiều vì chúng ta có rất là nhiều những bản tin khác. Ngày hôm nay thì cô Hằng mến thương của Nguyên đã có bài phát biểu. Tội nghiệp cô Hằng. Lại phóng viên báo chí làm khó dễ nữa. Trong cái bộ máy chính trị của Việt Nam thì cái người đáng thương nhất, đáng lo nhất, tội nghiệp nhất chính là cô Hằng. Mấy ông khác thì mấy ông hưởng. Ổng hưởng, mà ổng sướng, chức cao quyền trọng mà không bao giờ bị phiền với báo chí hết. Không có báo chí nào mà đặt những câu hỏi khó nghe cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bắc Tô Lâm hay là ai cả. Chỉ có cô Hằng thôi. Cô Hằng đó là cổ phải bắt buộc, phải cổ phải lên tiếng, cổ phải phát ngôn, cổ phải như thế này như cái kia. Và báo chí thì nó đặt những cái câu hỏi mà cổ không muốn bao giờ nó đặt nhưng nó vẫn đặt. Thì gần đây thì báo chí Việt Nam nó bao vây cô Hằng, nó hỏi cô Hằng, cái vấn đề mà ở tại Biển Đông của chúng ta đó, đặc biệt là biển Cỏ Mây đó, tình hình hiện bây giờ nó rất là căng thẳng, đặc biệt là vừa qua giữa Philippines đó và Trung Quốc nó đụng độ với nhau đó, tàu chiến đấu nó đụng độ với nhau đó, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua đó, cô nghĩ như thế nào? Cô Hằng nói chết rồi, mấy cái điều này nó không nên hỏi mà. Trong đầu của cô Hằng cô nói là cái điều này nó không nên hỏi. Mấy cái câu hỏi là nó nhạy cảm, chứ Trung Quốc đồ nó nhạy cảm lắm. Nó nhạy cảm lắm, tụi bay phiền tao quá. Mà cô Hằng cô nó lỡ báo chí nó hỏi rồi mà cô không trả lời thì không được. Các người biết mà, bởi vì đây là cái vấn đề nó khá là nhạy cảm. Vì cái vùng đó, cái vùng Cỏ Mây đó, Việt Nam cũng cho là của mình. Việt Nam cũng cho mình là cái chủ quyền. Đó, khi lúc đó Trung Quốc với Phi vẫn cho là cái chủ quyền của Trung Quốc và Phi. Và gần đây nhất thì là tàu chiến đấu của Phi và tàu tuần tra của Trung Quốc đã đụng độ, va chạm lẫn nhau. Thì bắt đầu là phải hỏi Việt Nam, thì cô Hằng cô nói, tại sao tụi bay cứ hỏi tao hoài vậy? Trong đầu cô nói, sao cứ hỏi tao mà không hỏi ai khác đi? Và tao phải trả lời. Thì cô Hằng cổ bắt buộc cổ phải trả lời, vì cổ không thể nào không trả lời được. Cái trách nhiệm của cổ phải trả lời những câu hỏi của báo chí mà. Tội cho cổ, thương cho cổ ghê. Thì theo cái bài phát biểu trả lời của cổ để cho Nguyên chia sẻ, cổ nói là Việt Nam chúng ta quan ngại, lo lắng sâu sắc và đứng từ xa quan sát. Đúng rồi, dám lợi gần sao nó quýnh sao? Thằng Trung với thằng Phi nó đang quýnh lộn, mà mình đứng gần nó quýnh chúng sao? Đúng là đứng từ xa quan sát rồi. Đúng, đúng câu hàng nói chính xác. Mình phải đứng từ xa quan sát, chứ mà đứng lại gần nó quýnh chúng sao? Hai chiếc tàu chiến đấu, một chiếc tàu tuần tra, một chiếc tàu chính đấu, nó va chạm lẫn nhau. Mình đứng lại gần nó tưởng mình thằng thứ ba, nó vô nó quýnh nữa. Đó, mình đứng từ xa quan sát.
Cô Hằng còn nói thêm là chúng tôi rất là quan ngại và kêu hai bên giữ bình tĩnh và tôn trọng luật lệ của quốc tế năm 1982. Cậu lấy lại cái bí kíp võ công cũ của mình. Cái cuốn sách mà mỗi lần ai nhắc đến Biển Đông là cậu nói lời. Lực năm 1982, UNCLOS tôn trọng chủ quyền. Mọi sự việc nhẹ nhàng tìm biện pháp hòa bình để giải quyết. Chúng tôi rất là quan ngại đang xem xét từ xa. Đó. Ê mà chúng tôi nhắc là đây là chủ quyền của chúng tôi. Chủ quyền của chúng tôi đó. Thì nói chung là tình hình ở tại Biển Đông chúng ta khá là căng thẳng. Đây là một cái sự tranh chấp của ba quốc gia Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Thì cô Hằng cổ nói với một cái vai trò mà bắt buộc là cổ phải trả lời. Vì không trả lời thì không được, vì đó nó nằm trong cái khu vực tranh chấp của Việt Nam. Thì làm cho Nguyên nhớ một cái câu chuyện của thằng em của Nguyên. Nó kể cho Nguyên, thằng em mình quen biết đó. Nó bảo ngày xưa anh Nguyên biết không, em đi, người ta đi lính thì em không đi lính. Em xin đi làm cảnh sát cơ động. Ồ nghe nó cơ động là ngon lắm nha. Trời đất, cổ đồng nghe Việt Nam thì cảnh sát cơ động là ngầu lắm. Ồ mà cảnh sát cơ động là ngầu lắm. Ồ Việt Nam mà các người biết mà chuyện lớn chuyện nhỏ là cảnh sát cơ động để dẹp loạn đồ. Ghê lắm. Hỏi cảnh sát cơ động rồi nó có dạy em tư thế võ giờ có anh, có anh. Rồi công việc em làm cái gì? Thì nó mỗi lần mà có bạo loạn, có chuyện gì xảy ra đó là điện thoại tới là tụi em phải tính ơi để giải quyết vấn đề. Wow, nó ngầu người ta. Sao mày ngon cái tướng mày nhỏ nhỏ sao mày ngon vậy? Có ngon gì đâu anh. Thì người ta điện thoại cái chỗ đó, tụi em đậu xe cách đó khoảng tầm 500-600 mét gì đó. Mấy em chờ đợi. Có chờ đợi gì? Chờ đợi nó chém lộn xong rồi mấy em xuống. Em nói ôi sao kỳ vậy? Người ta chém lộn, người ta đánh lộn, tụi bay phải đến đó, tụi bay ngăn cản và tụi bay giải quyết chứ. Tụi bay phải dẹp loạn chứ. Mà tại sao tụi bay đứng đó 500-600 km, đậu xe đó 500-600 mét, tụi bay chờ đợi. Chờ đợi xong rồi tụi bay dọn xác là sao? Anh xuống dưới nó chém chết sao anh? Tao nói mày có võ mà. Anh ở trong cơ động nó chạy mà đỡ vậy nè. Mã tấu nó chém chạy gửi cánh tay của anh ơi. Thôi, em ở trong xe cho nó chắc cú. Tụi em là ở trong xe không. Anh nói thật hay không đó. Anh nói anh không có tin, anh hỏi người Việt Nam ở bên Việt Nam ai cũng biết cái điều đó hết. Mỗi lần mà có xảy ra cái sự gì đó là mấy ông công an, ông đứng ở đó đó, ở gần đó đó, ông chờ đợi hết chuyện rồi ông mới vô không à. Đấy, đó thì đó, Việt Nam mình cũng vậy đó. Cái hành xử của mình ở tại trong đất nước thì mình đang áp dụng cái vấn đề ở tại Biển Đông cũng vậy. Chúng tôi quan sát từ xa đó. Chúng tôi quan sát từ xa. Đó, chúng tôi quan ngại xem xét quan sát từ xa. Đó. Thì hiện bây giờ cái áp dụng ở tại trong đất nước vấn đề của công an cơ động, thì bây giờ ở tại vấn đề ở tên Biển Đông chúng ta đều làm giống nhau như vậy. Quan sát từ xa, e ngại từ xa mà thôi. Đó là bản tin liên quan đến bài phát biểu của cô Hằng, cũng là một cái câu chuyện thật mà Nguyên chia sẻ cùng các quý vị. Và đó là những cái câu chuyện đời thật chứ không có cái gì gian dối cả. Và bây giờ thì tiếp tục những bản tin kế tiếp cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em cũng liên quan đến Việt Nam chúng ta. Đó là cái sự việc hiện diện của Putin nó đã dẫn đến cái gì? Có nhiều cô chú anh chị em comment rồi. Trời ơi là Nguyên ơi, có ai mà đi đón Putin đâu? Người ta nhà cô đá banh, ai mà rảnh đón Putin? Đó. Có nhiều cô chú anh chị em comment là như vậy. Rồi cô chú anh chị em còn nói, Trời ơi Nguyên ơi. Trời ơi, mấy ông độc tài nó sợ ám sát, nó sợ chết. Vì cái chuyến đi tại Việt Nam đó là một cái vấn đề an ninh khủng khiếp để bảo vệ Putin. Việt Nam phải chi phí rất là nặng để bảo vệ Putin trong vòng chỉ có một ngày. Vì Putin đáp là 2 giờ sáng. Sáng mai Putin làm việc, Putin về. Nhưng mà phải tốn kém, cái chi phí nó cực kỳ là lớn. Rồi để mà bảo vệ cái an ninh cho Putin ở tại Việt Nam. Thì mấy bác đó, mấy cái thằng ác, nó sống không có lương tâm, lúc nào nó sợ ám sát. Thì tất nhiên là Putin phải sợ ám sát rồi các vị ạ. Putin là vấn đề rất là sợ đi ra khỏi đất nước trong cái giai đoạn này. Đặc biệt là Việt Nam. Vì Nguyên đã nói là cái an ninh của Việt Nam á, Việt Nam nó có quá nhiều quốc gia và có quá nhiều tình báo có thể can thiệp vào. Và vấn đề an ninh của Putin á, rất là nguy hiểm. Chứ không phải là không nguy hiểm. Nên là
cái vấn đề đó là Putin ở một ngày, Putin làm việc xong, Putin chùn đi, mấy bác nói trời ơi, nó ác, nó sợ, nó ngủ không yên. Đúng, ác không bao giờ ngủ được ngon giấc, thưa các quý vị. Ngoài ra thì cô chú anh chị em, có cái anh nói cũng rất là hay, anh nói nếu là ký những văn bản bình thường thì không cần thiết Putin phải đến Việt Nam làm. Nếu chỉ có ký những văn bản bình thường thì người nào ký cũng được. Đây là bài phát biểu của anh đó trong cái comment, thì cái ý kiến của anh và cái suy nghĩ của anh nó rất là sâu sắc, rất là hay. Thì chúng ta phải tìm hiểu một chút xíu vấn đề này. Thì Trung Nguyên nói á, những cái gì mà Nguyên chia sẻ các vị ngày hôm qua đó, đó là nó có tổng cộng là 10 cái hợp đồng, 10 cái văn bản hợp đồng. Trong đó nó có gồm mà Nguyên liệt kê lại sơ đó, trong đó nó có gồm là giống như là du lịch nè, du học nè, công nghệ nè và năng lượng. Nó có bốn khu vực chính, và nó có một cái khu vực mà hơi nhạy cảm chút xíu, đó là nhà máy hạt nhân. Và được tổng cộng là 10 hợp đồng ký giữa chính phủ Nga và chính phủ Việt Nam. Cái này nó không có cái dấu giếm gì hết, nó được công khai lên trên trang quốc phòng của Nga và cũng là trang quốc phòng của Việt Nam. Nguyên không có coi rõ trang quốc phòng của Việt Nam thì Nguyên không có coi báo Việt Nam nhiều. Nhưng mà trang của Nga nó được công khai cụ thể hợp đồng, và cả thế giới đều biết điều đó. Nhưng đó là bề mặt nổi, bề mặt chìm thì chúng ta không có biết. Trung Nguyên nói là các người phải nhớ là cái gì mà chúng ta nhận được là chúng ta chỉ nhận được một phần của những gì sự thật mà thôi. Đó là cái mặt nổi giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Nga. Còn mặt chìm như thế nào thì chúng ta không rõ. Và mình không biết thì mình cũng không dám nói. Vì nói phải có bằng chứng, không có nói thì bà con nói mình nói bậy, nó bạ, nó khổ lắm. Và cái điều đó các anh chị lo lắng nó cũng là cái điều hợp lý. Nó cũng là cái điều hợp lý. Ngày hôm qua thì có một cái anh nữa nói không biết là cái vụ mà lao động, giả bộ là lao động, giả bộ là du học, rồi bắt đầu là gửi lên chiến trường thì sao? Cũng luôn, cũng có thể. Việt Nam với Nga vẫn có thể làm trá hình như vậy. Những anh bộ đội giả bộ làm giấy tờ, đi làm lao động bên bển, và kết quả là lao động trên chiến trường. Chuyện đó cũng có thể. Và cái điều đó không phải chỉ chúng ta đa nghi. Trung Nguyên nói nha, không phải mình là đa nghi, ôi tụi bay suy nghĩ tào lao quá. Không, chính Mỹ cũng như vậy. Ngày hôm nay Phó trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Sau khi Putin vừa rời khỏi chưa nóng đít thì đại diện của Hoa Kỳ đã đến rồi. Để cho các quý vị biết cái vấn đề mà Mỹ họ lo lắng. Trong Nguyên nói nha, cái chuyến đi của Putin đến Việt Nam, tất cả gián điệp tình báo vệ tinh nghe lén nó đầy hết. Nó đầy hết. Nó đầy hết. Nguyên không biết là giữa chính phủ Việt Nam do sự ký bí mật âm thầm như thế nào giữa Putin và Bác Trọng, hay là Bác Tô Lâm, hay là Bác Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bác Chính nhà ta thì không biết. Nhưng mà ngay lập tức sau khi Putin rời khỏi đi là phái đoàn của Mỹ đã đến, thì phía bên Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ đến Việt Nam ở Hà Nội 2 ngày. Tại sao vậy? Tại sao nó trùng khớp như vậy? Vì họ muốn ngăn chặn Việt Nam có những cái hành động nào đó với Nga ngay lập tức. Họ không để nó quá nguội. Nga vừa đi là phái đoàn Mỹ vừa đến. Ngay lập tức, vì Nguyên nghĩ là sau lưng đó ông Việt Nam có làm cái gì đó, nhưng mà không bao giờ lọt qua khỏi tình báo của Mỹ hết. Cho Nguyên nhắc nha, cái giai đoạn mà Putin đến thì tàu chiến đấu và tàu ngầm của Mỹ đang ở gần Việt Nam. Ở gần Việt Nam. Ở gần cái khu biển gần Việt Nam. Để quan sát từ xa. Nguyên không biết họ có nghe lén hay không. Họ có những thiết bị tình báo gián điệp thì họ nghe lén hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng mà nghe vừa đi là Mỹ sẽ đến ngay lập tức. Các quý vị thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Thì hiện bây giờ vẫn chưa biết là cái phía bên ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam với cái vai trò gì, và tại sao phải đến ngay chăng cái vừa Putin rời khỏi đi thì chưa rõ.
Nhưng mà cái quan ngại, cái suy nghĩ của các quý vị nó không có cái gì sai hết. Vì những cái gì mà chúng ta biết giữa Việt Nam và Nga đó là mặt bề nổi. Bởi vì Việt Nam không bao giờ dám công bố cái gì với Nga cả. Vì hiện bây giờ công bố với Nga là chúng ta chết về vấn đề lệnh trừng phạt của thế giới. Và cả thế giới sẽ tẩy chay chúng ta. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta sẽ gặp nhiều cái trở ngại phát triển kinh tế trong những ngày kế tiếp. Nhiều phát triển kinh tế trong những ngày kế tiếp. Và có thể là cái chuyến đi của Putin đó, nó không đem lợi cái gì cho vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam đâu. Các quý vị nha, nó không đem. Các quý vị cũng thấy rõ đó, Mỹ đã nói cái gì? Sự bắt tay giữa Nga và Bắc Hàn. Cái người lo ngại chính là Trung Quốc. Việt Nam mình gần gũi Nga chưa chắc là Trung Quốc hài lòng. Vì đây là đàn em của tao. Mày giành đàn em của tao hả? Đó, nó là như vậy, cái kiểu là như vậy đó. À, mày giành người của tao hả? Thì cái điều đó nó đã dẫn đến một cái điều mà chúng ta thấy rõ ngày hôm nay. Cái tình hình, những cái gì mà các quý vị viết trong cái diễn đàn đó, comment trong diễn đàn, các quý vị đưa ra những cái quan điểm suy nghĩ của mình đó, nó rất là chính xác chứ không phải là sai đâu. Nó hoàn toàn chính xác. Và nó có hoàn toàn nhiều cái sự mập mờ. Thì Trung Nguyên nói những cái vì mập mờ nó nằm ở trong cái an ninh quốc phòng của chính phủ. Nguyên không biết được. Mình có thể suy luận nhưng mà không thể chắc được. À, nhưng mà Nguyên cũng đang rất là muốn biết cái sự hiện diện của ông Daniel, là cái người mà phó ngoại giao của Hoa Kỳ đó, đến Việt Nam trong cái giai đoạn này. Ông ta muốn nói cái gì với Việt Nam? Tất nhiên là ông ta sẽ gửi những thông điệp rất là rõ cho Việt Nam. Tôi khuyên các anh phải tách rời ra khỏi Nga và làm ơn đừng có viện trợ cho Nga, nếu không hậu quả của anh sẽ nhận lấy. Đó là chắc chắn. Chắc chắn bây giờ, Châu Nguyên nói bây giờ nó không giống như xưa nữa. Những năm đầu cuộc chiến thì những cái quốc gia mà ban giao với Nga đó thì họ cũng không để ý lắm. Vì chính bản thân châu Âu lúc đó vẫn còn ban giao với Nga mà. Lúc đó là Liên minh châu Âu vẫn còn ban giao với Nga, vẫn còn mua dầu hỏa của Nga mà, vẫn còn mua khí ga của Nga mà. Đó, nên là họ không có quá mạnh tay, họ nhẹ nhàng. Vì lúc đó thì lệ thuộc cái nền kinh tế tập thể nó quá lớn. Nhưng hai năm mấy vừa qua rồi, họ đã không muốn cho Nga có tiền nữa. Điển hình Nhật Bản, họ đã dán cái đoàn trừng phạt đến nhiều tập đoàn công ty của Trung Quốc của ngày hôm nay. Mà các quý vị mới vừa nhận được bản tin của Nguyên. Và Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới, Trung Nguyên nhắc lại cái bài phát biểu của ông Tổng Thư ký Liên minh NATO. Thứ hai vừa qua, khi lúc đó Putin đến Bắc Hàn, thì ông John Stoltenberg đã đến Hoa Kỳ, là Tổng Thư ký của Liên minh NATO đã đến Hoa Kỳ. Ông ta nói cái gì? Kẻ đang nuôi dưỡng, kẻ thủ phạm để cho cuộc chiến tranh ở tồn tại đến ngày hôm nay chính là Trung Quốc. Và chúng tôi cho Trung Quốc cái cơ hội cuối cùng, quay đầu làm bờ. Cái cơ hội, nếu không, thì các quý vị phải trả giá với cái hành vi của mình. Chính Trung Quốc thì họ còn không tha, huống chi Việt Nam. Chính Trung Quốc còn không tha, họ không e ngại Trung Quốc. Và họ sẽ có những cái hành động cụ thể nói về vấn đề của Trung Quốc. Thì Việt Nam mà giúp đỡ Nga về vấn đề khí tài quân sự, Việt Nam là cái trung gian để mà lách đi cái lệnh trừng phạt của thế giới, thì Việt Nam mình ăn đủ luôn. Ăn đủ. Thì cái Nguyên nó nói là đây là một cái bàn cờ chính trị khá là phức tạp. Tốt nhất Việt Nam mình đừng có lún sâu trong cái đầm lầy. Việt Nam mình dở một cái điều là vẫn ủng hộ Nga. Thực tế Việt Nam mình, báo chí Việt Nam mình vẫn đứng về phía Nga. Chính phủ vẫn đứng về phía Nga. Mình miệng thì nói trung lập chứ mình chẳng có trung lập gì hết. Báo chí Việt Nam Nguyên thấy tàn là binh vực Nga không? Red Bull được không? Thực tế mình không có trung lập. Đã nói là trung lập là trung lập. Còn không trung lập là không trung lập. Đó là hiện bây giờ thì Việt Nam mình đang nằm ở trong cái tầm nhắm và người ta đang điều tra coi Việt Nam mình có cấu kết ngầm gì không? Có cấu kết ngầm. Mặt bề nổi thì không thấy gì hết rồi đó. Mặt bề nổi thì chỉ có phát triển kinh tế thôi. Nhưng người ta sợ mặt bề ngầm. Và cái điều đó thì chúng ta phải theo dõi trong thời gian sắp tới diễn biến ra, khi cái sự hiện diện của Hoa Kỳ đến Việt Nam nó có cái gì hay không, Hoa Kỳ có công bố cái gì hay không,
thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nha các quý vị ha. Chúng ta phải tìm hiểu sau, chứ bây giờ thì hiện bây giờ thì cái vấn đề đó nó đang là cái vấn đề quan ngại lo lắng. Mà Nguyên cũng không biết là mấy ông bà chính trị hàng đầu của Việt Nam chúng ta, nhà lãnh tụ bây giờ họ đang quyết định cái gì, họ đang quyết định cái gì, và sự quyết định sai lầm của họ nó có thể dẫn đến Việt Nam chúng ta gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế trong những năm kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của sự việc mà chuyến đi của Putin nó đem lại cái sự lo lắng cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta từ trong nước và ngoài nước. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật những bản tin tào lao bí đao, hai cộng gao một cộng gao muốn. Cho các bạn biết là chương trình của Nguyên đó thì Nguyên thường xuyên thì Nguyên chia sẻ chương trình, đặc biệt là cái kênh mà Thời sự Biển Đông đó, thì Nguyên làm rất là đàng hoàng, có nghĩa là Nguyên không có đem những cái câu chuyện vui để mà chia sẻ nhiều trong cái chương trình đó. Trong cái chương trình này á thì Nguyên làm Nguyên gài dài những câu chuyện vui để cho các quý vị thả lỏng tinh thần, giải trí, để có những bản tin cho các quý vị có nụ cười. Thì gần đây đó các vị cũng biết đó là Nguyên đã có một cái xu hướng đó, bái thầy Thích Trân Quang đó làm sư phụ. Thì đâu đó thì Nguyên thấy trong những cái những vị thầy ở tại Việt Nam đó, hay là thầy trên thế giới nói chung á, nói chung là thầy, những người thầy hay là cha gì đó, những linh mục hay gì đó, mình nói chung á, thì không ai qua thầy Thích Trân Quang hết. Nên là từ lúc đó thì Nguyên ái mộ thầy. Ái mộ thầy do cái khả năng của thầy là nhìn được quá khứ, vị lai, biết đủ thứ cả, biết nhân quả, biết đủ thứ cả. Nên là Nguyên thấy là trên thế giới này chưa có ai biết cái điều đó hết. Đó. Đó thì Nguyên thấy là thầy của Nguyên là quá đỉnh, nên là Nguyên mới, đây là ổng chưa nhận Nguyên làm đệ tử đâu nha, Nguyên phải nói chung cho mà nói, ổng chưa bây giờ nhận Nguyên làm đệ tử hết. Nguyên tự ái mộ ổng mà Nguyên tự nhận thôi, Đó thì gần đây nhất thì Nguyên có những cái bài phát biểu binh dịch về thầy của Nguyên. Đó. Thì không biết lý do tại sao các vị rất là phiền nàn, Nguyên rất là buồn. Đó. Rất là buồn. Thì vừa qua thì Nguyên mới nói một cái câu đó là các anh bạn anh nói với Nguyên á là, tại vì Nguyên đầu tiên á, trong cái bài thuyết trình của Nguyên á, bài bình luận của Nguyên về thầy Thích Minh Tuệ đó, Nguyên nói là Nguyên không có căn tu, vì ai cũng phải đi tu đâu, phải đi tu là được, người nào cũng phải có duyên tu các vị, đâu phải muốn tu là tu đâu. Đó, nên là Nguyên nói là nếu mà Nguyên đi tu là Nguyên lấy cái biệt danh cho nó vui đó, đó là kêu là Nguyên lấy cái biệt danh là thích đủ thứ, cái gì Nguyên cũng thích, ăn cũng thích, uống cũng thích, không, gái gú cũng thích, nói chung chung là mình thích đủ thứ. Thích đủ thứ thì cái anh đó mới nói với Nguyên rằng á, là Nguyên ơi, nếu em làm đại tử của thầy Thích Trân Quang đó mà em lấy biệt em lấy cái tên đó là thích đủ thứ, nó không đúng. Thì Nguyên nói tại sao không đúng anh, thầy em cũng thích nhiều thứ mà, thầy em thích nhà nè, thầy em thích đồng hồ Rolex nè, đó, thầy em thích cúng dường nè, thầy em cũng thích đủ thứ mà. Ông nói không đúng, mà tại sao em, Nguyên lúc đó mới nói, Nguyên thắc mắc là tại sao cái tên của em nó cũng hợp với thầy mà. Anh nói không, em coi lại đi, thầy của em là Thích Trân Quang, có chữ chân trong trọng, em là đại tử em phải lót cái chữ chân vô nó mới hợp. Cái Nguyên à cũng có lý. Thì Nguyên mới hỏi ảnh là vậy cái tên của em chọn cái tên gì nó mới phù hợp để trở thành đại tử của thầy. Ông nói cái mặt của mày á, mày chỉ là thích chân dài thôi. Đó. Thì Nguyên mới kể cái câu chuyện ngày hôm qua cho các quý vị như vậy, là Nguyên sẽ đổi tên từ Thích Đủ Thứ trở thành Thích Chân Dài. Thì thầy của Nguyên là Thích Chân Quang, thì đại tử nó phải là Thích Chân Dài, nó hợp. Nó có chữ chân trong trọng, nó chữ lót chính giữa. Thì Nguyên vô tình đã chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm qua như vậy, thì có một cái chị ở trong comment, cậu nói wow, Nguyên thích chân dài, nhưng mà muốn có chân ngắn là phải order đó. Adu, hay thế. Thích chân dài là đúng rồi, nhưng mà muốn chân ngắn là phải order đó. Vậy là chân ngắn nó còn ngon hơn chân dài nữa sao ta? Nguyên ngồi Nguyên gãi đầu cái câu chị comment của ai. Bây giờ thích chân dài là đúng rồi, nhưng mà muốn chân ngắn là phải order. Ghê vậy. Bây giờ chân ngắn nó có giá trị gì sao? Nguyên ngồi Nguyên thắc mắc, bây giờ không lẽ bây giờ cái thế hệ bây giờ, cái modern đời mới bây giờ Nguyên đã lạc hậu rồi ta? À không, bây giờ là Nguyên đã không còn đi kịp theo thời đại nữa. Bây giờ là cái chân dài là chuyện xưa rồi, bây giờ người ta chuyển sang qua chân ngắn rồi sao? Phải order nữa hả chị? Ghê thiệt. À,
À, Nguyên, comment của chị làm cho Nguyên rất là vui. Cảm ơn những cái sự đóng góp của các quý vị hài ước cùng trong diễn đàn. Vì Nguyên nói là nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà. Cười nó mới vui chứ cuộc đời mà cứ tối ngày cứ cứ khó khăn rồi cứ mặt nó nhăn nhó rồi nhìn nó kỳ khó coi lắm. Đó, cảm ơn cái sự đóng góp hài ước của các cô chú và anh chị em vì Nguyên chọc cho các quý vị cười và những comment của các quý vị cũng làm cho Nguyên cười. Và nó cũng làm cho Nguyên có những cái sáng kiến để mà mình chia sẻ như thế này. À, đó là cái sự đóng góp của các quý vị khá là quý báu cho Nguyên để cho Nguyên kêu là nạp vào nhiều năng lượng để cho mình có những cái sáng kiến hài ước. Thì các quý vị biết là cái bộ não của người nó sẽ bế tắc. Nguyên phân tích bài bình luận, Nguyên viết quá nhiều bài, Nguyên suy nghĩ quá nhiều thứ thì cái bộ não của Nguyên nó sẽ bị bế tắc. Tới mức độ mà các quý vị biết là khi làm việc với các quý vị xong rồi đó thì cái bộ não Nguyên nó bị căng thẳng. Tại vì mình suy nghĩ toàn là những cái vấn đề đó không, thì Nguyên phải bổ sung cái kiến thức khác để cho nó xoa dịu lại cái sự thăng bằng. Và có những cái nụ cười như vậy nó cũng giảm bớt đi cái sự căng thẳng và những suy nghĩ chánh trị. Vì mỗi lần suy nghĩ chánh trị nó khá là nhức đầu. Cảm ơn chị rất là nhiều, đưa ra một cái comment rất là hay. Thích chân dài là đúng rồi, còn mà muốn chân ngắn là phải order, hay thiệt. Và có một anh đó, anh comment như thế này: Nguyên ơi, thích chân dài sao khôn vậy ông nội? Thì không lẽ ngu, nói chuyện quỳ vốn quá, không lẽ mày con người mày chọn khôn hay ngu? Bây giờ nếu ông chờ ông nói: Nguyên ơi, tao cho mày trí thông minh, trí khôn, hay tao cho mày chọn trí ngu? Ai mà chọn trí ngu bao giờ, đúng không? Ai mà chọn trí ngu bao giờ? Nói giờ thích là một điều, mà có hay không là một cái điều khác. Phải nhớ cái điều đó. Sở thích ai cũng quyền của sở thích hết. Tôi thích villa, tôi thích biệt thự, tôi thích xe hiệu, thích thôi. Thích thôi, có hay không mới là chuyện khác. Còn thích, ai cũng thích được hết. Thích thôi nha, chứ phải có hay không. Nãy kiếm mấy em chân dài, Nguyên kiếm đỏ con mắt nè.